Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide. Thì hôm nay em có về một chiếc t-shirt Chemin à, đây là một chiếc đồng hồ t-shirt Chemin với cặp số Arabic, số học trò pha với cặp vạch à. Chiếc này thì mã hiệu của nó là T0994072220370. Những cái thông số khá là cơ bản. Chúng ta có mạ PVD, chống nước 50m, máy automatic và kính sapphire có phủ chống lóa một lớp. Con này giá niêm yết tại hãng này, em nhớ không nhầm thì nó rơi vào tầm 25 triệu, hơn 25 triệu thì phải. Còn mới 100% full box tại em Minh thì hôm nay thì các bác chỉ cần được bỏ ra mức giá là 9 triệu 800 ngàn thôi. Mức giá thì quá là êm phải không các bác? Thật sự các bác là giá của Chimin chưa bao giờ lại rẻ đến như vậy. Ngày xưa mà con này thì bọn em phải bán loanh quanh tầm 12 năm, 13 năm. Đấy. Còn bây giờ thì giá nó có 9 triệu 800 ngàn. Giá còn rẻ hơn cả giá nhập ngày xưa bọn em. Đúng là giá t-shirt chưa bao giờ rẻ như vậy. Với con Chemin này thì đây là một phiên bản demi gold vàng tươi, rất đẹp, sang, phù hợp với những bác nào mà lớn lớn tuổi một tí, khoảng tầm ngoài 40 thì đeo con này thì phải nói là quá là chuẩn rồi. Và hơn nữa thì đây là một chiếc Chemin bản 42 mm, một chiếc The Red Squad bản 42. Cho nên nếu các bác nào mà tay to lâu nay đang loay hoay đi tìm kiếm một chiếc đồng hồ The Red gọi là thiết kế cơ bản và kim một lịch nhưng mà kích thước size lại phải to thì đây là một sự chọn rất tuyệt vời. Đấy. Full gold, à sorry các bác, là demi gold các bác nhé. Trông rất là đẹp, sang chảnh. Đó, dây thì chúng ta sẽ có dây 5 mắt. Thực ra là 3 mắt thôi, 3 mắt anh xước và hai cái chỉ nhỏ này thì nó được mạ PVD màu yellow gold. Cái dây này thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm mà chúng ta sẽ thấy, đó là nó vẫn ôm tay như dây mắt nhỏ nhưng mà trông nó lại mạnh mẽ như là dây mắt lớn. Vẫn thoát mồ hôi tốt và độ nặng vừa phải, không quá nặng như là dây mắt lớn. Nói chung là cái dây này thì nó gọi là nó lấy ưu điểm từ cả dây mắt lớn và dây mắt nhỏ. Đó. Rồi, khóa bướm gấp hai bên này, một bên là t-shirt, một bên là 1853, năm ra đời của t-shirt. Về thiết kế của Chemin thì vẫn như thông lệ một chiếc dress squat cơ bản thôi, chúng ta có một phần càng cong mềm mại này. Đó. Thiết kế hơi giống dạng nanh của bọn SDGC đời đầu đấy đúng không bác? Rồi mặt hông được đánh phay xước này. Đó, núm thì chữ T thiết kế khắc nổi này. Đấy, thiết kế khía răng cưa rất dễ thao tác này. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rất dễ thao tác luôn. Đó. Rồi toàn bộ phần bezel sẽ được mạ PVD màu zero gold và được làm bóng, phải nói là rất là sang, rất là sang. Với Chemin thì đây là một chiếc dress squat khổ to với size ủa chứ đâu à, đang tính theo inch đây, size của nó là 42 các bác nhé, chuẩn 42 này, đó phát chuẩn luôn, dày 10.8 nhưng phần viền nó sẽ mỏng hơn. Đây để em đo lại nhé, đây phần giữa này, phần giữa là 11 nhé, 11.1, phần viền là 9.9. Đấy, các bác cứ hình dung nhé, tức là kính của nó là kính cuvette, tức là kính cong. Đấy thì phần giữa là 11.1 và phần viền nó chỉ khoảng tầm 9.9 thì nó lệch nhau khoảng tầm khoảng 1 mm. Đấy, còn lắc tu lắc thì chắc là khoảng tầm 48, 48 hơn. Đấy. 49. 49. Size 42 lắc tu lắc 49 và dày cứ cho là trung bình khoảng tầm 10 mm đi. Cổ tay 15.7 này. Đeo thấy là ổn đấy các bác nhá. Đeo con này thấy là ổn. Tất nhiên là nó sẽ hơi to một tí nhưng mà thực ra thì nó cũng không đến nỗi là nuốt cổ tay đây, các bác nhìn thấy không? Phần càng vẫn đang rất là gọn, cũng không đến nỗi là nuốt cổ tay. Nói chung là anh em cổ tay tầm 16 16 năm đổ lên là đã có thể chơi được con này rồi. Còn tất nhiên là các bác có cổ tay 17 18 19 thì chắc là không có gì để mà chê con này nữa đúng không ạ? Size đúng size ngon rồi. Đây cổ tay em 19 hơn đây này. Mà đeo nó đang còn đẹp như thế này. 17 thì chắc là đẹp nhất. 17 17 năm. Đó. Con này dễ đeo. Đấy. Tuy là size 42 nhưng mà dễ đeo. Kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa cho nên là mặt kính của nó cũng rất là trong. Tuy nhiên nó chỉ là một lớp thôi các bác nhé, không phải hai lớp đâu. Nhưng mà nói thật là nó cũng là 18 110 19 110 với kính hai lớp đấy. Nói chung là độ trong của nó thì gần như là hoàn hảo, gần như là hoàn hảo thôi. Hai lớp mới là hoàn hảo. Thì con này thì gần như là hoàn hảo. Kính của nó thì kính theo kiểu dạng cuvette các bác nhé, thì nó sẽ khiến cho cái mặt kính của nó lại càng trong hơn đấy. Và với thiết kế cuvette thì bao giờ cái ánh sáng nó cũng được dàn đều lên trên cái mặt số, khiến cho mặt số của chúng ta trông tươi và sáng hơn rất là nhiều.
Thiết kế của Chaemin thì có lẽ là nó sẽ phù hợp với bác nào mà mắt kiểu kém. Thật sự các bác là như vậy. Tức là cặp kim của nó đã to, đã rõ ràng rồi, mà thiết kế của nó lại còn thiết kế theo kiểu dạng tràn viền nữa. Cho nên các bác nhìn thấy là cái mặt số của con Chaemin bao giờ nó cũng sẽ to hơn rất nhiều so với những chiếc đồng hồ khác. Bởi vì phần bezel rồi đó các bác nhìn thấy không? Cái phần vỏ này nó làm rất mỏng luôn. Phần kính thì nó làm to nhất có thể. Cho nên các bác sẽ nhìn thấy là con này nó to, cái mặt số nó trông nó to. Đó, rất dễ xem giờ luôn. Cọc thì con này là cọc vạch pha với cọc Arabic số học trò sóc 6 và 12. Kim thì được vót nhọn ở đầu. Thiết kế thì nói chung là đây là một cái thiết kế cũng khá là cơ bản thôi. Nó trông thì không không giống những con classic, nhưng mà trông nó tân tiến hơn, hiện đại hơn, trông nó mạnh mẽ hơn một tí nhỉ. Toàn bộ cọc kim nó sẽ được mạ PVD màu Zero Gold, màu vàng chanh, và ngay đến cả cái cửa sổ ô lịch này nó cũng sẽ được mạ màu Zero Gold, khiến cho cái chiếc đồng hồ chúng ta trở nên sang trọng hơn rất là nhiều, đúng chuẩn một chiếc The Red Squad. Mặt số cái này thì nó sẽ là mặt màu thép và có chảy tia sunburst, các bác nhìn thấy nó chảy tia này, trông dữ chưa? Đấy, mọi thứ trên chiếc đồng hồ này thật sự là hoàn hảo. T-shirt 1853 này, Chaemin này, Powermatic 80, chữ có 80 giờ, Chaemin là dòng sản phẩm. Swissmade sản xuất lắp ráp tại Thụy Sĩ. Con này thì sử dụng bộ máy Powermatic 80.111 hay còn gọi là C07.11 hay Tech Experiment, một bộ máy đã được nâng cấp rồi các bác nhé. 23 chân kính này. Chúng ta có kính sapphire thân thép không gỉ T-shirt này, chúng ta có chống nước 50m này, chúng ta có serial number của đồng hồ ở đây. Bộ máy thì thực ra thì máy có T-shirt thì không phải là bộ máy đẹp. Nó đi vào hiệu năng hơn là cái độ đẹp mắt. Thì với bộ máy này thì chúng ta có 80 giờ tích cót này, chúng ta có tần số 21.600, độ sai số cho phép là 10 đến 30 giây cho phép một ngày. Các bác chú ý nhé, bởi vì chơi min thì nó sẽ có hai dòng. Một dòng là dùng máy Powermatic 80 bản thường, một dòng là dùng máy Powermatic 80 như là bản chronometer. Thì cái bản chronometer đấy thì nó sẽ có thêm một cái dòng chữ là chronometer ở trên cái mặt số này, và cái độ sai số của nó sẽ tốt hơn. Chỉ từ 4 đến 6 giây cho phép một ngày thôi. Đó. Còn như cái bộ này thì độ sai số cho phép nó từ 10 cho đến 30 giây cơ. Nhưng mà thông thường thì nó chỉ quanh quẩn tầm trên dưới 10 giây thôi. Nói chung là nó cũng không đến nỗi là đến 30 giây đâu. Đấy, nhưng mà cho phép của nó lên đến 30 giây các bác chú ý nhé. Thì các bác chú ý là hai con này, hai cái con Chemin đấy nó chỉ khác nhau một cái dòng chữ là chronometer thôi, nhưng mà cái tiền của nó cũng khác nhau đấy các bác chú ý nhé. Chứ không nhiều khi các bác lướt qua bảo là bên này sao con này mày bán có 9 triệu 8 mà con lúc hôm trước thì lại bán là 12 triệu 5, nhưng mà hai con nó khác nhau các bác nhé. Đấy, bởi vì nó khác nhau cái dòng chữ Powermatic 80 này. Đó, cái này quan trọng này. Rồi, thì với chiếc này thì thật sự các bác là giá nó thật sự là quá rẻ rồi. 9 triệu 800 ngàn, ngày xưa thì bọn em bán con này rẻ thì cũng phải rơi vào tầm khoảng 12, 12 năm. Còn đắt thì có những thời điểm lên đến 13, 13 năm. Đấy, còn bản chronometer thì cứ phải là 18, 19. Nhưng mà bây giờ thì giá tốt hơn rất là nhiều đấy các bác nhá. Chemin, giá chưa bao giờ T-shirt nó lại rẻ như vậy. Bảo hành 24 tháng. Miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện làm phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm, như số điện thoại, Facebook, Zalo thì chỉ gắng số tài khoản ngân hàng này các bác tiện trao đổi. Tất nhiên đối với những sản phẩm Mitua Watt phân phối thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc nhẹ trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em Minh nhá. Xin chào các bác.